31 tháng 8 đến đêm ngày 1 tháng 9, khu vực Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác, có dông với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên và Tây Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 đến 50mm, có nơi trên 90mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Do ảnh hưởng của bão, ngày 31 tháng 8, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9 đến 10, sau tăng lên cấp 11 đến 13, vùng gần tâm bão cấp 14 đến 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội,